Những sự cố sân khấu khiến sao Việt điêu đứng và nhớ mãi. Ngoài những sự cố về trang phục trên sân khấu, nhiều sao Việt còn vướng phải những hiểm họa ngoài mong muốn từ fan cuồng. Mới đây, Tuấn Hưng đã bị fan cuồng quấy rối ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn tại một quán bar tại Mỹ. Theo đó, khi Tuấn Hưng đang say sưa hát, thì một người đàn ông có vóc dáng hầm hố tiến thẳng lên sân khấu và giật mic từ tay nam ca sĩ. Đáng nói trước sự ngơ ngác khó hiểu của Tuấn Hưng và nhiều khán giả, người đàn ông này vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng, nhìn tất cả mọi người rồi chậm rãi quay đi. Theo người đăng tải đoạn clip về sự việc này của Tuấn Hưng cho biết, chuyện đã xảy ra được 2-3 ngày trong chuyến lưu diễn của Động Ca nắm lấy tay anh tại Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên Tuấn Hưng gặp sự cố trên sân khấu. Trước đó vào tháng 12/2015, nam ca sĩ từng bị khán giả ném ly lên sân khấu ngay khi đang biểu diễn ở Nha Trang. Cụ thể, theo lời kể của một khán giả có mặt tại đây, trong lúc Tuấn Hưng đang hát, rất nhiều khán giả chạy lên sân khấu để xin chụp ảnh cùng nam ca sĩ, khiến bảo vệ phải đứng xung quanh Tuấn Hưng ngay trên sân khấu. Do thấy bất tiện cho nhóm bảo vệ của quán bar, Tuấn Hưng đã quyết định cho dừng nhạc lại và giải thích cho khán giả hiểu. Bất ngờ lúc đó, một chiếc ly từ dưới khán giả bị ném lên sân khấu. Tuấn Hưng tỏ ra tức giận và hỏi, ai đủ bản lĩnh ném cái ly này lên sân khấu thì giơ tay lên xem nào. Ngay lúc đó có một người đàn ông ở bên dưới giơ tay nhận mình ném. Tuấn Hưng rất tức giận gọi người đàn ông đó lên sân khấu và muốn đi xuống phía dưới, nhưng nhóm bảo vệ đã ngăn cản và đưa anh trở lại trong cánh gà. Duy Mạnh, tháng 10/2017, khi đang biểu diễn tại một sân khấu ở Đông Hà, Quảng Trị, nam ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ bị một khán giả lao thẳng lên sân khấu và đột ngột đấm thẳng vào mặt anh. Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ đã có mặt để đưa nam thanh niên có hành vi gây rối ra ngoài xử lý. Về phía Duy Mạnh, anh vẫn tiếp tục trình diễn bình thường như chưa từng gặp sự cố. Đoạn clip ghi lại sự việc này đã được khán giả phát tán trên mạng xã hội vào đầu tháng 1/2018 và lập tức nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Ngoài những phản hồi về sự thiếu ý thức của khán giả dành cho nghệ sĩ, nhiều người còn dành lời ngưỡng mộ về bản lĩnh, sự chuyên nghiệp của Duy Mạnh khi xử lý tình huống. Theo lời kể của một người bạn Duy Mạnh, sau khi biểu diễn này kết thúc, nam ca sĩ đã tới gặp và trò chuyện cùng khán giả quá khích đó. Thay vì trách cứ, Duy Mạnh lại gửi cho anh chàng này 2 triệu đồng để mua thuốc uống, sau khi biết người này đã xô xát với lực lượng bảo vệ và bị thương. Nu Phước Thịnh, tối 5/1/2018, Nu Phước Thịnh đã gặp phải sự cố không may khi biểu diễn tại một sự kiện thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc xuống sân khấu tham gia chơi trò tương tác cùng các fan, anh đã bị một khán giả ném ly vào người. Trước sự cố này, Nu Phước Thịnh đã vô cùng tức giận và lập tức lên trang cá nhân cho biết, còn chuyện gì nữa không, nếu có thì đến hít cùng một lúc đi, cũng may người hứng phải cái ly đó chính là tôi, nếu lỡ rơi trúng khán giả thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Được biết, sau khi bị ném ly vào người, tiết mục của Nu Phước Thịnh cũng bị gián đoạn. Bên cạnh đó, khu vực mà anh đứng cũng khá gần khán giả, vì sợ kẻ lạ mặt quấy phá, ném đồ vật lạ làm ảnh hưởng đến những fan xung quanh, nên nam ca sĩ đã ngừng biểu diễn. Về phần Nu Phước Thịnh, anh cũng bị trầy xước nhẹ, nhưng không quá nghiêm trọng. Hồ Ngọc Hà, hồi cuối tháng 11/2017, Hồ Ngọc Hà có đêm diễn ở một quán bar tại Mỹ, mang đến những tiết mục sôi động cùng các bản hit quen thuộc. Nữ ca sĩ Cả Một Trời Thương Nhớ còn gặp sự cố khi giao lưu cùng fan nữ. Theo đó, khi bắt đầu thể hiện ca khúc Keep Me In Love, Hồ Ngọc Hà đã khuấy động sân khấu bằng việc nhảy cùng một khán giả nữ. Thế nhưng, ngay khi lên sân khấu, khán giả này đã cướp mic và tiến đến gần Hồ Ngọc Hà, hôn vào vòng một nữ hoàng giải trí. Hành động quá khích này ngay sau đó đã bị nhân viên an ninh vào cuộc và đưa khán giả này xuống khỏi sân khấu. Riêng Hồ Ngọc Hà dù khá bất ngờ với hành động của fan, nhưng cô vẫn bình tĩnh đẩy tay người hâm mộ này ra và tiếp tục biểu diễn như bình thường. Sự việc này khiến dân mạng nhớ lại tình huống xảy ra vào tháng 6/2016. Đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn Hồ Ngọc Hà khi diễn một quán bar tại Houston gây nghi vấn cô bị đám đông đụng chạm cơ thể. Nhưng lần đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích và khẳng định tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Hoài Linh, tháng 6/2017, nghệ sĩ Hoài Linh gặp sự cố để đời khi biểu diễn ở một sự kiện Quảng Ngãi. Cụ thể, khi Hoài Linh đang công bố khách hàng trúng thưởng của chương trình, một số khán giả đã ném đá về phía anh. Nghệ sĩ Hoài Linh có phần bất ngờ vì hành động này, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Ngay sau đó, anh di chuyển về phía khán giả ném đá và khiêm tốn đề nghị. Xin phép các anh ơi, mình đừng chọi đá lên trên này nữa, tội nghiệp các cụ ở trên này lắm nha. Mong quý vị thông cảm, cảm ơn mọi người nhiều. Cuối buổi giao lưu, anh nói thêm, chưa có buổi giao lưu nào vui như hôm nay, vui như Tết luôn vậy. Nhưng nên hy vọng các anh em bên ngoài đừng chọi đá vào trong này vì có nhiều người lớn và trẻ em. Mong quý anh em thông cảm vì đông người quá.
Và dù vừa gặp sự cố, Hoài Linh vẫn hoàn thành phần giao lưu công bố giải thưởng. Phản ứng của nghệ sĩ gạo cội nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả có mặt.